Nhìn này là thấy uy tín chưa anh em? Thơm lắm. Đứng ở đây mà nó thơm nức luôn. Ông cứ thái cho con to to ra tí nhá. Ăn cho nó đã cái mồm. Đây, mời anh em nhá. Mọi người chấm thì chấm ngập ngập một chút. Đúng không? Đó là cái động lực để hôm nay anh làm nguyên cái bộ máy hoành tráng cái này nè. À. Nhưng mà anh phải tiết lộ là bao nhiêu tiền không anh? À, cái bộ này hơn 100 em. À, anh em thấy nó cảm biến bốn xung quanh luôn, kín luôn này. Đây, cảm biến trước sau này. À, trước sau trên này. Các bạn chờ kết quả nhé. Và những hình ảnh từ trên cao trong suốt chuyến hành trình xuyên Việt của anh em mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay là anh em mình đang có mặt tại Sapa. Và anh em mình vừa mới đi xuyên Hà Nội đón Dũng Diễm lên đây. Thì Diễm sau thời gian vắng bóng giải quyết việc gia đình thì hôm nay quay trở lại Sapa thì cảm xúc thế nào? Thật sự là tới lúc này thì mọi việc đã ổn thỏa, nhưng mà cho Phạm Dũng và Phan Diễm gửi một lời cảm ơn tới khán giả kênh Sapa TV. Tại vì mấy ngày vừa qua thì anh Phạm Dũng có việc gia đình nên là mình cũng về Sài Gòn gấp á. Mọi người thấy mọi người rất là hỏi thăm thì mình rất là cảm ơn mọi người luôn. Thế còn Song Hỷ, thế chấn thương của em sao rồi? Em có thể chia sẻ với mọi người được không? Thì sáng giờ thì cũng đỡ, em bị chấn thương cái chân, bị lật sơ mi với thêm một cái đầu gối như thế này bị chạy. Đâu em có thể cho anh xem, em có thể cởi ra cho anh xem được không? Đau. Anh em thấy không? Đấy. Nhưng mà em về có mấy hôm mà sao em thấy mọi người sao? Anh em tôi là đi bắt ong này, xong rồi đi vào bản này bị chấn thương liên miên các bạn ạ. Đấy. Còn Còn Pơ với Ai Mí thì chấn thương răng rồi các bạn ạ. Đấy, anh thấy là đời vòng tay em là báo tố chưa? Đúng rồi, bây giờ mới hiểu câu là rời vòng tay em là báo tố. Phía xa xa kia thì mọi người có nhìn thấy nhà hàng dân tộc quán không nhỉ? Đấy. Đó chính là nhà hàng của Hải nhé. Và đây toàn bộ là cái bãi đậu xe là của mình hết. bãi đậu xe này của mình hết. Thì hôm nay mọi người muốn ăn gì nhỉ? Ăn gì cho nó nóng nóng nhỉ? Ăn gì nóng, cái gì nó cũng nóng em ạ. Thì hôm nay tùy em. Em thấy bên kia có lòng lợn rồi. Ok, gần nhà mình ấy thì có quán lòng lợn rất là ngon mà anh chị em thì bảo là đi lâu quá rồi chưa được ăn. Mình thì mới đi chợ phiên nhưng cũng chưa ăn lòng, thôi đây anh em mình vào trong này thưởng thức món lòng, quán lòng ngon nhất Sapa nhá. Đấy. Quán lòng lợn này thì mình ăn từ ngày mình còn đi chạy xe ở đây. Địa chỉ ở 18018 đường Lương Đình của Sapa anh em nhé. Đây mời các người đẹp an tọa ở đây, đây ngồi bên này. Ở Sapa mà khi mà ăn lòng ấy, thường thường là thời tiết ở đây nó lạnh nên là mọi người hay chuẩn bị cái bếp ga để làm sao mà cho cái lòng nó nóng hổi nhất có thể. Anh em mình là hình như ra Sapa lần nào cũng lại đây ăn nhờ. Đây là có cái món mà mình yêu thích này. Nhưng mà sao bây giờ mới luộc hả ông? À, bây giờ ở
đây thì cứ khách đến ăn thì mới làm. À, bên bên trần cho nó tươi. À, nóng hổi. Cái này là có vách ngăn ở không? Đây là vách ngăn. À. Đây là cống phổi. À. À. Thì ông cho con cái tô gọi là đặc biệt luôn nhé. À, rồi. Siêu đặc biệt các bạn ạ. Để. Thế còn đây thì phèo ra bên này. À, phèo ra bên kia. Khâu đuôi, cái là món mà mình yêu thích nhất. À, thường ấy thì đến khách đến đây ăn bắt đầu mọi người mới luộc nên là đảm bảo là rất là nóng hổi, tươi ngon. À. Nhìn này là thấy uy tín chưa anh em? Thơm lắm, đứng ở đây mà nó thơm nức luôn. Này là lợn đen hay lợn trắng đi không? Đen, đây người ta nuôi đấy. Lợn bản nuôi đúng không? Thơm nhá. Sao có thể kiếm được cái bộ chế uy tín thế này được? Và đây là ông Thái luôn, đang nóng hổi này là khẩn luôn. Ông Lý là bán lòng được bao năm rồi nhỉ? Mình bán năm nay là 22 năm rồi. Bao nhiêu ạ? 22 năm. 22 năm thôi hả ông? Và. Bán lòng 22 năm ở Sapa. Ông cứ thái con to to tí nhá. Ăn cho nó đã cái mồm. Đấy, đấy mới giòn đấy. Ừ, cái này cũng tim. À. À, cái vách ngăn của nó rất thủy đấy. Nhiều nơi gọi là vách ngăn, nhiều nơi gọi là trấn thủy. À. Hơi bỏng đúng không? Mà nóng hổi này nhìn nó mới ngon. Đấy à. Đấy. Xoay. Đấy mới ngon này. Nhà mình là mở cửa từ mấy giờ mấy giờ không? Mình mở cửa từ bắt đầu bán thì khoảng 6:30. 6:30 bắt đầu có đồ. Lấy làm rồi, sáng đi lấy làm. Ờ. Lấy nó tươi sống rồi. Vâng. Chứ không phải làm nóng qua đâu. Với nhà mình là nó cũng ngay gần chợ đúng không? Ngay gần chợ, ra chợ đấy là 6:30 thì nó bán rồi. Vâng. Ngon quá. Mà cái thớt của ông nó hơi nhỏ. Anh em thấy không? Chẳng phao phao luôn. Ui này, quả là lòng à. Ngọt thế. Cho đây xong rồi cho cái bếp riu riu lên cho nóng. À thế ạ. À. Khâu đuôi. Đấy. Cho con làm miếng này vật quá. Đây mời anh em nhá. Ui. Giòn lắm. Ngon. À, yeah. Mình có đặt đông bà cái món ốc để là lát nữa mình sẽ làm bát nước chấm thần thánh cho tất cả mọi người. Đấy. Đấy. Dạ. Vâng. Ngon quá. À. Nhìn ngon chưa? Làm thêm miếng lòng nóng đi cho nó đỡ vật, thèm quá, đói. Đây, mời anh em nhá. Mời ở nhà. Đáng không? Ngon quá không ạ? Đây là dạ dày với phèo. À. Lòng ở đây là không phải là lòng xe điếu nhưng mà nó rất là ngon mà nó dày đấy anh em này. Đấy. Mời anh em. Anh em không cảm thứ nhá, người đầu tôi đói quá. Mới là thèm quá. Đi xuyên Việt không kiếm được cái quán lòng lợn nào nó ưng ý à? Đó. Không biết là ở dưới xuôi mọi người ăn lòng có như kiểu ở đây không? Dạ không, thường là một tô cháo xong rồi để thịt lên luôn chứ không có được ăn như thế đâu. Ở đây là đặc biệt ở Sapa ấy.
là phải ăn kiểu như này thì nó mới đảm bảo độ nóng hổi. Đây này, dạ dày khấu đuôi. Chưa cho em hỏi cái dĩa mũ mà sao nó đốt lửa. Hả? Cái gì? Dĩa này gan cái mâm bằng mũ à? Mâm mũ hay là mâm inox? Inox mà. À, chứ ai lại cho mâm bằng nhựa lên. Nguy hiểm đấy. Em mới xong thì nhìn cái màu xanh này tưởng. Nhưng mà khi mà đi lên đến đây mà các bạn ăn lòng lợn, các bạn nhớ ủng hộ Hải lọ nước chấm thần thánh chẩm chéo đặc sản Sapa TV. Đây là lọ này bên nhà mình thì đang bán 100.000 một lọ anh em nhé. Anh em có thể truy cập vào website sapatv.vn đấy, hoặc là alo cho Hải vào số 0974686389. Đây, màng đấy. Riêng mở ra phát là mùi nó rất là thơm, nức mũi luôn. Đây, mời anh em nha. Đây. Đấy, cho một chút cái này ra đây. Bởi vì anh em nhà mình đông người ấy. Đấy. Ok. Đây, mình sẽ dằm đều lên. Mình hướng dẫn cho anh em làm. Từ từ để dằm ra đây mà. Đấy. Mình xin một bộ óc thôi nhưng mà chú cho tận 3-4 bộ liền. Chú bảo là Hải ăn là phải như thế này. Thế thôi, mình cũng chiều lòng chú. Mình ăn hết chứ không thì chú lại buồn. Đó. Chú thấy đội hình đi theo quá mạnh. Chú... Này, anh em thấy không? Đấy. Giận à. Anh em mà ăn thì cứ như thế này mà anh em ăn cho Hải. Đấy, ở về nhà anh em pha nước chấm là phải pha như thế này nhá. Chứ anh em mà không biết cách pha rồi bỏ phí cái lọ chẩm chéo của mình đi. Đấy, bao nhiêu là cái hương vị đặc trưng của Tây Bắc. Thơm quá. Rồi. Thơm không? Thơm quá. Thèm quá. Thèm không? Rồi bây giờ cho nước vào đây. Đây mà. Hôm bữa em không có khoe, em lấy đậu hũ anh. Ốc đậu em bỏ vô em làm giống như nước. Nó cũng thế thôi. Nước chấm thẳng. Ừ, anh. Đúng rồi. Thêm nước đi em. Rồi. Đấy, chấm như này nó mới sánh này. Cay không anh? Khơi, bình thường anh pha ít mà. Anh biết là xong thì đang chấn thương nên là anh pha ít. Đấy, người thấy không? Rồi, đấy. Bây giờ là mọi người sẽ múc ra bát, còn ai mà thích ăn lãng hơn thì lấy. Để anh lấy cho. Em nghĩ là mình nên ăn đậm thì đừng có ăn nhạt. Ừ. Ý đừng có ăn lãng. Đấy. Hấp dẫn thôi. Anh em bình thường là ra chợ phiên là chấm bụp vào đây ngay. Nhưng mà rất nhiều các bác khán giả góp ý là anh em mình nên chia ra bát thì nói chung là khán giả là chết hết các bạn ạ. Là phải nghe các bác ấy bình luận. À, cái bát nước chấm này có thể dành cho khoảng 5 mâm hay 6 mâm mà khoảng 5-60 người ăn các bạn nhé. Còn đấy anh em tôi thì kiểu chấm theo kiểu sang chảnh. Này, ăn đây. Ô, nguy cơ mình hết rồi, mình chia kiểu gì. Đó, ok. Đây. Thơm quá thiệt luôn. Nguy cơ là các bác phải cho em một tí đi. Đây này, bác lấy bác, cái bát to đi bác ơi. Thôi, nói đùa đấy, chiều. Em ăn đây chấm ăn. Cất đi anh gái. Xin lỗi các bác, thèm quá. Nào, mời anh em đi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Còn đây là có trễ này, phèo này. Đấy. Và đằng này thì có đầu hành này. Đấy. Mỗi người làm miếng trễ đi. Đây. Cái miếng trễ này nó mini luôn vậy. Trễ này là trễ mini baby. Đây. Trễ con lộn còn. Còn đúng rồi, còn nguyên. Vô. Đây, mời anh em nhá. Mọi người chấm thì chấm ngầm ngầm một chút. Đã quá. Ngon quá. Ngon. Dây dột sực sực. Nhưng mà chấm lòng hay chấm gà thì không gì qua được cái chấm chéo này. Nếu mà chấm lòng, chấm chẩm chéo này nó là chấm hết luôn. Cho anh bắt tiết canh tiết em ơi. Sau khi mà thưởng thức miếng trễ, giờ anh lại mời các bạn thưởng thức cái miếng dạ dày khấu đuôi ở đây. Ừ. Đây, cái lòng khấu đuôi này. Khấu đuôi. Đây, đây này, cái miếng này. Đấy, mà mỗi người một cái đi, đây này. Lòng chú này máy đỉnh luôn ấy. Đây. Đây em ở đây mà, này mới ngon này. Đấy. Đây. Cái này là khấu đuôi hả? Không, đây khấu đuôi cái này cái dưới này. Đây anh đưa anh cầm anh, đây này em. Anh chọc vào đây cho em này. Đấy, em lấy nó lên. Tại nhiều khi mình cái ở trên này gọi khác, ở mình gọi khác nên là. Không, đây cái này mà. Em em cứ nhìn thấy anh ngồi cạnh anh em cứ. Không mà em thấy là em thấy xong thì có vẻ là bối rối rồi đấy. Đây. Không, bữa giờ không ăn cái mọi thứ ổn nha anh. Đấy thì mọi thứ nó cứ thế này thôi. Đây cái này mà.
miếng này dày dày này. Đấy, mọi người ăn miếng dày này mới chuẩn này. Anh chị. Đây, em phải ăn miếng này. Rồi. Nào, mời anh em. 1, 2, 3, vô. Ơ, xong thì vẫn lấy nhầm miếng à? Không sao. Chỉ hoài mà không được. Đấy, mời anh em nhá. Nóng quá. Chấm hết luôn anh em ạ. Ôi. Nhưng người ăn quán là quen thuộc của anh em mình. Chúng này làm ngon thật anh ạ. Ngon không? Chúng này làm ngon. Nhưng mà có so được với mấy quán lòng ở trong không mà đưa đi ăn không? Sài Gòn ha. Ngang ngửa đấy. Ngang ngửa đấy đúng không? Cái miếng giòn phèo á, nó giòn. Miếng này miếng vách ngăn. Ngon thật cực kỳ luôn, cái miếng mà chỗ á, trong em gọi là chẳng dừng. Nghe nhá. Chẳng dừng. Ờ. À, xong hỉ rồi. Xong hỉ phải làm miếng này đi. Xong hỉ ăn miếng này phát là nhớ đời luôn đấy. Ngon lắm chị. Đây nó gọi là, nó cũng gần phao câu đấy em. Cái này gọi là khấu đuôi. Ngoài ngoài Bắc gọi là khấu đuôi. Em phải chấm nó ngập ngập tí. Đấy. Mà ngon mà. Không, phải hết miếng. Em cái ơi, này phải ui. Hết miếng. Ăn hết cả miếng luôn. Bỏng rồi ạ. Không, không bỏng đâu. Bình thường mà. À. Đây, Pơi, Pơi làm miếng này này. Ngon. Pơi review cho mọi người đi. Thế ngon lắm ạ. Này phải làm cả miếng luôn em ạ, nó không bỏng đâu. Ồ, vậy là miệng hai bạn này nhỏ hơn miệng của em với anh. Nóng. Nóng không? Nóng. Thế à? Về lọc lưỡi luôn anh. Chưa, làm gì? Không, đây mời anh em. Ngon, cái này ngon nè. Cái này em vừa mới ăn miếng này nè, cái cuốn này à. Biết cái cuốn gì không? Có tử à? Cũng trễ. Ừ. Giòn lắm. Ừ. Em cứ nghĩ cái đây là khổ đuôi chứ. Hả? Gần giống khổ đuôi mà nó hơi dày dày. Khổ đuôi này miếng lòng. Nhưng mà trời lạnh lạnh mà chấm chấm chéo cay cay đã rồi cái. Anh em à, nhưng mà khuyến cáo cho mọi người nhé. Chẩm chéo nhà mình rất là cay. Nếu mà các bác nào mà ăn được cay ấy, thì hạng mua nhá. Không ăn được cay thì khuyên bác không nên mua. Đấy. Không. Mua để cho ít ăn. À đấy, các bác mua cho ít thôi, nó cay lắm. Thôi phải dặn luôn, không phải tránh các bác mua về toàn đánh giá là một sao chết em, nó cay mà. Mời anh em. Ngon. Anh mấy em không biết nhai gì mà em ngồi kế bên nó nghe rụp 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 luôn á. Em ăn miếng xương sụm ấy, Ừ, cố học. Ở đây là em nhớ là còn tiết canh với vậy cháo nữa. Cháo, anh vừa bảo mày bắt tiết canh hấp lên rồi. Để cho em ăn. Cháo đây cũng ngon. Đó. Này, mỗi người làm một miếng này đi. Em đã ăn hai miếng trước rồi. Anh em đến đây nhớ là phải thì sớm sớm chút cái quán này ấy, thì nó mới có đồ ăn. Chứ còn quán này là không có khách du lịch đâu. Quán này là toàn người dân địa phương ở đây ăn thôi. À, giá cả thì nó cũng thuộc diện là phải chăng. À. Lần nào mình tới đây buổi sáng á, mình thấy các chú cũng kiểu ngồi ăn cái này với lại uống rượu đế. Ồ, đu đưa buổi sáng thì nhất người luôn. Là rượu sáng trà trưa mà. Hôm bữa em cũng nghe đợt đầu á, em đi ra là mấy anh chị dẫn em đi ăn. Cái bữa hổm không có anh chị á, em đi mình ăn em bị lạc mất tiêu luôn. Em đi tuốt mì ở dưới, tuốt ở dưới chợ đêm ở dưới. À. Mà là bữa nay là mới được ăn nè, chứ bữa hổm nó không có được ăn. Đấy gọi là ăn mảnh không được đâu em ạ. Nè, bơ quá đi em. Pha vào đây bỏng quá à. Nóng quá. Hay nóng xíu xíu thôi. Em nhớ hoài em biết, em bơ bảo là gì. Ăn cái sashimi bên nhà hàng dân tộc quán nè. Bơ bảo là
phải ăn gì là phải chấm vậy nè, không có sọc đâu, làm một phát lên tới tuổi. Đội này là hay thường đi ngược lại với gầy lắm. Đây này mời anh em. Em ơi cho anh tiết đi em. Tiết luộc các thứ. Đây, đấy, miếng dạ dày. Đỉnh, đừng đỉnh. Nhưng mà bình thường người ta bán lòng là mình ăn nhanh ngán. Nhưng mà nãy giờ mình, anh em mình ăn quá trời. Mình món sở trường này lòng rồi. Ăn khắp đất nước xuyên Việt Nam luôn lòng. Nhưng mà phải nói là không phải là khen nhiều các bạn ạ. Nhưng mà mọi người ăn thì tự cảm nhận nhé. Quán lòng này đứng góc. Trông với chẳng chéo nó cuốn hơn sao ăn, yeah. Em ngồi đây ăn mà anh trong được nhà hàng em đứng kia luôn á. Anh xem nhân viên bọn này a à, thành việc nghiêng lười thế nhỉ, không lau chùi. Đầu bếp không thể làm việc nhỉ. Đây, đấy anh em. Cái miếng lòng của nó này. Đặc biệt cái chú ở đây ấy, chú ấy biết là mình thích ăn, chú không cắt bỏ bớt những cái mỡ này đi. Thực ra có những cái mỡ này ấy, nó mới ngon, mới sánh. Vậy. Các chị em ăn tít mù luôn nhá. Vâng. Ừ, hơi cay đúng không? Hơi cay. Ừ. Ăn đi. Nhưng mà ngon á. Cay nó mới ấy. Thịt này ngọt lắm, mọi người ăn thử cái thịt này đi. Ăn nào. Nó mới giữ được nhiệt. Nóng mà trứng. Chứ lòng lợn này mà bị nguội bắt là hỏng ngay. Nó lạnh quá. Đây này, em ơi. Cháy đi. Miếng này bự hơn. Không, miếng này không ngon bằng miếng này. Miếng này mới ngon. Đấy. Miếng này là ngon nhất luôn. Mọi người cứ ăn đi, chờ em một chút. Dày nha. Đấy ngon đúng không? Ngon đấy. Ok không? Sướng. Không phải, nhưng mà phải nói là đến cái tầm mà anh em tôi là đau thương bất nhập rồi. Đấy, đây này mọi người này, em này, em ăn cái này nó giòn này. Ăn đi. Miếng thịt đấy ngọt lắm. Ai, ai Mỹ, quyết định. Đang nhà à? Đây này, anh em nhìn cái dạ dày đấy đủ biết là nó giòn thế nào. Mà đó. Không, thịt này phải cảm giác là phải ăn nguyên miếng nó mới đã. Ăn tròn tròn. Nhai cho nó ngọt. Chứ không? May là mấy đứa này nó ế nó quen rồi, chứ nếu mà ăn uống đi cùng anh Hải chắc nhiều khả năng ở với mình dài ở dài. Ở với anh. Thì ý là anh em mình ế với anh dài dài đấy. À. Đừng suy nghĩ nhảy ngược cái ớ em anh. Làm bơ đó giật mình. Xong hiểu rồi mình nhá. Ấy, đấy ngon á. Chơi con này là chưa để đá gì đâu. Còn là phi dưỡng thầm. Ờ à, ngon quá. Này, anh em này, đá chưa? Mà có thêm cháo cái này kia là ngon. Ừ. Đấy, mọi người đang, này, cái miếng này giòn lắm. Mọi người ăn đi. Rồi mà mọi người ăn thử đi, miếng này xò lắm. Em làm cái phèo. Đấy. Đấy, phèo á. Vì cái này ra mọi người không ăn nhanh được ấy. Này, mình làm hai đỏ luôn. Là chú thái bé quá. Vậy cũng bé. Ừ. Đó là lúc nào cũng bé. Ừ. Đậu sống ở Sa Pa nó to hơn đậu sống ở dưới xuôi. Cái khí hậu với thời tiết ở đây ấy, nó rất là tốt cho cây rau sinh trưởng. Nhưng mà đợt lễ vừa rồi là đông lắm đúng không anh? Nghe bảo nhà hàng mình đông lắm đúng không? Ừ. Có tải. Cậu Lui ơi, cho con cái tết đấy. Dạ, anh không rượu anh hả? Anh không? Ừ. Em là anh Phượng này. À, thế à? À, ok. Em gọi điện cho anh, em nhận ra anh à. À, ok. Cho em, cho cháu canh tiết đấy. À, canh tiết với lại là cháo với tiết canh hấp ở đâu? Canh hấp ở đâu?
Đấy, chú bán lòng hơn 20 năm. Đấy, anh em ăn ăn kèm thêm cái đầu hành này vào này. Nó giòn này. Đây. Rồi. Đấy. Đây, mời anh em nhé. Anh biết ăn mà lim dim lim dim lim dim. Thế nào mà cái bí mà lim dim thế là đủ hiểu à, đúng không? Ăn đi chứ mấy hôm nữa là mình rời xa ba đấy. Ngày hôm nay là anh em mình sẽ ở lại Sapa thêm một ngày nữa, và bắt đầu từ ngày mai là anh em mình sẽ di chuyển các bạn nhé. Ngon. Rồi, cảm ơn nhá. Món tiết canh hấp đúng không? Tiết canh hấp này là rất là mỏng đấy nha mọi người. Bữa nay trưa quay lại ăn. Chị em ăn đi. Rồi, mời anh em. Hôm trước là thấy Song Hỷ ăn là cho luôn vào thức ăn vào nồi lẩu, thì hôm nay mình rút kinh nghiệm cho nhờ anh em hâm luôn. Nóng mà. Bọn anh mồm luyện đến độ là đau thương bất nhập. Như luyện kim đan. Nhưng mà mọi người mà ăn thức ăn này là không cẩn thận là bỏng lắm á. Anh chỉ em cách ăn mà sao mà không bị bỏng đi. Hai mấy bữa em thấy sao em rồi, hôm nay em thấy đội hình nó kiểu lủng củng. Nóng. Sao em? Anh không chuyện bí kíp gì trơn á. Không, khi nào mà em ăn đủ giống như bọn anh ấy là hơn 1.000 video về ẩm thực thì lúc đấy em sẽ không còn phải truyền mà tự luyện ra. Đúng rồi. Ngon không? Mình nó cái phần nào sụn sụn trong này nhỉ? Nó phần họ sẽ lấy cái phần sụn ấy để băm làm nhân. Nhưng mà cái tiết ở đây nó rất là mịn luôn mà nó mềm ăn đã lắm. Đúng không? Ami thấy sao? Cái phần xương sụn ấy nhai đã. Lạc thơm á. Nóng em bảo kiểu có sụn vô ăn cũng hay hay. Nhá nó giòn giòn luôn. Phạm Dũng là rất là thích cái canh hấp ở đây luôn. Chúc anh Dũng làm vài chén cho lấy lại. Đây, có bát của Phạm Dũng nha. Tô đi chứ chén nhỏ. Chú ơi cho cháu cháo luôn đi chú ơi. Ngon quá, ăn hết đi. Anh đợi, đang đợi cho nó nguội để em ăn nốt chứ nóng quá. Anh em ăn thích canh hấp mà ông nào mà vội không được đâu. Từ từ không thả ăn đâu. Các bạn thấy không, một quán rất là ngon nhỉ. Nhưng mà rất ít khách du lịch đến đây. Chú bán kiểu cũng thảnh thơi quá. Là chú cứ bán cái này thôi, chú không có vội đâu. Bán 20 năm rồi. Ngon. Bạn ăn nhanh đấy. Anh ăn nhanh sợ em ăn mất á. Ăn này sao mà bỏng nữa. Không, ăn vậy để cảm nhận cái sụn mà chú cho cái sụn rất là nhiều luôn nè. Chào các anh chị đã ra rồi đây. Cảm ơn em. Bữa nay có cô nhân viên uy tín quá nha. Ở trường nóng. Được anh, được anh bảo. Anh hướng dẫn em lần sau bê cái này không bị bỏng nhá. Nhìn đây này, anh chỉ hướng dẫn một lần nữa nhá. Cái tay em ấy là phải để dưới đế này này. Vì cái đế này nó là nó có một cái phần cách nhiệt ở đây. Em hiểu không? Thì nó không bị bỏng. Em đừng sờ tay vào đàn hành nhá. Tay này rất là bỏng. Ở dưới này không hề nóng tí nào luôn. Đúng không? Đây là do quá trình đi ăn xuyên Việt nên biết được. Anh chị
Ông ơi, ở đây mà đặt ăn thì gọi vào số điện thoại nào không nhỉ? Muốn đặt ăn lòng lợn này gọi vào số điện thoại nào nhỉ? Thằng con à? Ông là chuẩn bị, ông bán 20 mấy năm rồi. Giờ ông là sắp truyền nghề cho thằng con rồi. Mà thường thường truyền nghề xong không biết có còn ngon như này nữa không? Mai lại thấy đông nghìn khách du lịch là hỏng rồi. Đây mời anh em đi. Đây đây đúng kiểu cháu lòng luôn đấy, cái nước luộc lòng ấy, nấu cháo. Cháo đây hạt nhừ của anh đó. Đây. Ở đây là không hề rang gạo nhé. Như có lá tí tô hay sao thơm lắm. À. Đây chỗ này để tôi hôm nay để xem cái video như là đi mà. À. Chú cắt cái lá tí tô vô khuấy lên. Em ơi, số điện thoại hotline là bao nhiêu đây em, để cho khách đến ăn lòng alo trước ấy. Em đọc lại lần nữa nào. 0325 719 345. Em có nghe chưa? Này, anh bảo này, mọi người ăn lấy mật khẩu Sapa TV thì em nhớ làm cho họ một cái đĩa giống như anh nhá. Cứ làm đồ thật ngon, giá cả thì không thành vấn đề. Quan điểm của Hải đi ăn là cứ phải ngon miệng đã. Còn cái giá thì nếu mà có đắt quá thì mai mình về mình ăn mì tôm. Mà cháo đây chú cắt cái tô này chia thơm ha. Này, các em phải cho miếng lòng dồi vào. Ăn kèm với cháo. Cháo húp. Vòng quanh. Công nợ. Trả dầm. Nên là anh em cứ động viên rồi, đi làm cố gắng mua nhiều đất vào không rồi trả nợ dần. Nhưng mà anh em nhà tôi là toàn mua đất để trồng cây các bạn ạ. Đấy. Mời anh em nhé. Ai mà đang kiểu mệt mệt ốm ốm á, không khỏe trong người á, ăn chén cháo là khỏe luôn. Có tí tô giải cảm. Chị Song Hỷ ăn nhiều mà hôm nay tí tô nó cho rất khỏe. Nhưng mà Song Hỷ thấy ăn cháo ở đây thấy hương vị thế nào? Em thấy là nó đặc biệt cái chỗ là cháo thường chỗ của em là sẽ có để ngò gai, còn đây là thay vì ngò gai thì để tí tô. Ăn rất là lạ. Ngon đúng không? Dạ ngon. Là nấu bằng cái nước luộc lòng á. Ok. Bây giờ anh em mình ăn sáng xong thì lát đi về để mình unbox, mở hộp một thiết bị mà mình mới mua để phục vụ những cái cảnh quay trên không cho khán giả Sapa TV. Lát nữa anh sẽ mới tạo con trực thăng hơn 100 củ. Anh ơi, ví dụ như mà em đứng bên đây mà anh đứng bên kia rồi bay là trên trời luôn á hả? Bay vù 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 luôn. Bay trong mượn chưa? Con này nó bay xa được khoảng chục cây số. Và cam của nó là 3 mắt. Chứ nó không phải thường như một mắt đâu. Mắt của Phạm Dũng đâu. Nhưng mà anh Hải cứ mình phụ khui đi. Biết đâu anh cho mượn. Anh em mình vừa ăn sáng xong rồi đang ra ngồi cà phê để tiến hành unbox quả drone hay còn gọi là flycam. Hôm trước ấy, thì khi mà các bạn khi quay phim thì mình có chia sẻ với các bạn rồi. Hôm ấy về Los Angeles, Long An là con flycam của mình nó bay xuống nước các bạn ạ. Đấy. Nó bị rơi ở Long An. Đấy. Không. Đó là cái động lực để hôm nay anh làm nguyên cái bộ máy hoành tráng như này nè. Đây là con tay cầm. Đấy, riêng con này đã có giá là khoảng cái tay cầm của nó ấy. Này vậy bữa em mượn dây bay ít dưới cái dừa của em dưới. Anh em thấy mà uy tín chưa? Đẹp quá là so nha. Ui, cảm giác nó phê. Ui, đúng rồi. Nhưng mà anh phải tiết lộ là bao nhiêu tiền không anh? Cái bộ này hơn 100 em. Ôi, ôi, ôi. Rung tay kìa. Anh còn đang run đây này. Bình tĩnh lại đi anh. Xoay núm đi. Rất nhiều những cái cảnh flycam ấy mình đi thì mình muốn quay đây là cái
cái remote. Nhưng mà chắc là nó hết pin rồi các bạn ạ. Này, tí sạc cầm cho anh. Em cầm đây là đấy. À, ơi. Anh ơi. Cho em cầm cái hộp thôi cũng được anh. Ừ. Đây, em cầm cái hộp. Còn đây là em điều khiển thử cho. Đây, cầm cái này. Cầm dĩa sạc. Đây. Đây là còn nhân vật chính đây. Ủa này mới phụ thôi. Ha. Đây là bản mình sử dụng, bản này là bản combo nhá. Rồi. Đấy. Bản combo này thì sẽ có 3 viên ba viên pin. Đấy. Mất và sạc. Rồi, 3 rồi. Ôi. Em mèo cũng ngồi coi đập hộp kìa. À, con mèo cũng tò mò luôn. Cái này qua đây đi, cô đập hộp đi. Ok. Cái hộp luôn nè. Đấy, anh em nào mà muốn mua cái line này thì cứ mình để cái phần để cái link mua hàng ở phần bình luận nhá. Anh em chỉ cần lấy mật khẩu Sapa TV là auto người ta sẽ giảm cho các bạn 1 triệu nhá. Đây. Rồi, đây. Wow. Ôi to thế. Sao nhìn xịn thế nhỉ? Ôi nó to. Ôi giời, sao nó thơm thế? Thơm mùi tỉnh ạ. Hả? Chút. Rồi, xịn quá. Pin đây. Biết khi nào mình có tiền mua cái này trời. Hả? Biết khi nào có tiền mua cái này. Cũng biết khi nào có tiền mua. Đội này là... đội này thì chia sẻ với các bạn là đội này ảo lắm các bạn ạ. Nhờ mình chuyên gia làm kiểu thí nghiệm ấy. Chuột bạch. Chuột bạch thí nghiệm. Đây là sạc này. Chán anh nhờ. Còn đây là bộ cánh này. Cánh dự phòng anh. Dự phòng. Còn cái này là pin. Thử luôn kìa. À, thôi đi ra khác chơi như thế này. Đi ra kia mày lại gặm cái đấy của anh. Nó không thôi. À đây, hai viên pin mới ở trong này, máy này có một viên rồi đúng không? À. Đây, có một cái hộp lên đó mà anh. À, hộp gì đấy? Đây, bơ không nói, hỏi bỏ luôn. À, cảm ơn bơ nha. Đập hộp là về không thấy dây sạc đâu hết. À, đây là các thể loại dây sạc luôn anh em ạ. À, ở trong này là cái notebook. Cái này là cái filter. Đấy. Nó có các bộ filter này là để mình quay khi mà trời nó sáng này. Ê, con này đi ra khác mày cứ ngồi gặm mày. Đấy. Cái cụ này cụ gì đây? Pin hay sao anh ạ? Mình không phải là chuyên gia review về công nghệ nên là các bạn hết sức thông cảm. À, cái này là bộ đổi nguồn. Rồi, dây. Anh đập hỏng, anh rung tay quá. Dây sạc. À, cái này là cái nút kia mà nó có điều khiển, nó có rơi thì có cái này. Okay. Anh mới tập hợp, anh đừng có nói gì cái trường hợp đó anh. Không vấn đề gì đâu em. Hạn chế. Thực ra là cũng phải chia sẻ thôi các bạn là mình rơi flycam quá nhiều rồi nên là cái chuyện mà nó rơi là quá bình thường các bạn ạ. Con này nó nhiều tiền. Con này là run đấy. Con này bay hơi cẩn thận. Con này là rén đấy. Ok, đấy, sơ bộ đây thôi. Bây giờ các bạn chờ kết quả nhé. Và những hình ảnh từ trên cao trong suốt chuyến hành trình xuyên Việt của anh em mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ cho em mượn nha. Ok. Đã nhỉ? Quá đã rồi. Anh còn chưa biết nữa, mở cái gì đây. Đây. Nó có mặt nạ luôn nè. Đấy, anh em thấy chưa? Không, bình thường của mình đâu có mặt nạ đâu. Chỉ cái con này nó có mặt nạ. Con này là nó cảm biến này. À, anh em thấy nó cảm biến bốn xung quanh luôn, kín luôn này. Đây, cảm biến trước sau này. Đấy, trước sau trên này, bụng này. Đấy, hai cảm biến bụng luôn này. Nên là để con này mà nó va chạm vào đâu cực kỳ khó luôn. Nó là Mavic 3 Pro các bạn nhé. Nhưng mọi người nhìn cái con này mọi người thấy giống con gì? Con giòn á, con chiên. Không, con dế, bữa mình ăn ở Tây Ba, ở Hà Giang. Con dế. Thôi lấy cho. Ok, đấy, có thế thôi. Bây giờ anh em mình sạc đầy và đi bay cho các bạn cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.